Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Trận tầm mai hôm nay đến từ server Trung Quốc và không phải mình là người thực hiện mà là những người bạn rất là yêu quý cái hoạt động tầm mai này đã rất là nhiệt tình di chuyển sang server Trung Quốc để tạo mặt chơi và sau đó còn quay lại những cái video sau đó chia sẻ lại cho các bạn. Thì những nhân vật chính của chúng ta hôm nay gồm có 3 thành viên. Các bạn thấy một người đang chơi môn phái đoàn thị đó chính là bạn nữ rất là quen thuộc trên các Facebook. Diễn đàn của Game Olympic Mobile, bạn ấy có nickname đó là Thùy Gấm. Tiếp theo một bạn nhân vật nam đang chơi môn phái Long Tước, bạn ấy có nickname đó là Long Xuyên Nguyễn đến từ server 329. Còn bạn nữ Thùy Gấm thì mình không biết bạn ấy ở server nào. Riêng nhân vật chính của chúng ta hôm nay thì bạn ấy xin phép được giấu tên nên mình sẽ không tiết lộ danh tính của bạn này. Chúng ta đang up về khu vực số 23, trên này đang có một bạn Minh Giáo, một bạn Đoàn Thị, một bạn Trường Ca và một bạn Cái Bang các bạn ạ. Như vậy Minh Giáo và Trường Ca đã ngã xuống, bây giờ chúng ta chỉ còn một bàn cái bàn thôi. Có lẽ đây là một team treo và chúng ta rất nhẹ nhàng để có thêm 3 mạng đầu tiên tại vòng số 1 này. Rồi, nói về đặc tính của team chúng ta thì các bạn thấy là chúng ta đang có Đoàn Thị là một phái có khả năng khống chế và dùng đam, cũng như Long Tước là khả năng có khả năng sốc đam rất mạnh. Về Trường Ca thì có khả năng hồi máu cho các thành viên của mình. Như vậy team chúng ta sẽ có 2 môn phái đam và 1 môn phái hỗ trợ, không có môn phái tăng nha các bạn. Do đó đây là team sẽ thích hợp với những chiến thuật đánh úp liên tục, chủ động úp người khác. Và nếu các bạn để bị úp ngược trở lại thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Bây giờ chúng ta đang có một cái quần thể kim cang và di chuyển sang khu vực số 9 rồi. Bên này đang có một team gồm có một bạn Thiên Sơn, một bạn Nga My và một bạn Võ Đan các bạn à. Như vậy Thiên Sơn đã ngã xuống và Võ Đan, Nga My cũng ngã theo. Thì với đặc tính dồn đam cực mạnh của hai môn phái sốc đam đó là Đoàn Thị và Long Tước thì team này mỗi lần đánh úp là chắc chắn sẽ có mạng phải ngã xuống. Rồi lại có thêm một cái quần thể kim cang các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về đâu đây? Có lẽ sẽ là về thương nhân. Bây giờ ai sẽ là người ăn quần thể này? Tiếp theo là bạn Long Tước vẫn tiếp tục ăn quần thể và di chuyển sang khu vực số 2. Bên này có một team có Đào Hoa, có Thiên Sơn và có cả Nga My nữa. Như vậy mình thấy Thiên Sơn rất nhiều trong bản đồ tâm ma này. Thiên Sơn và Đào Hoa đã ngã xuống và Nga My cũng đã lên bảng điểm số. Rất hay. Lại có thêm những tài nguyên. Với hai cái quần thể kim cang và team chúng ta đã úp được 2 ô rất thành công. Và hiện tại số đội đang còn 18 đội thôi các bạn ạ. Rõ ràng là ở đâu đó bên bản đồ bên kia cũng có những team họ đánh úp với nhau rất nhiều, do đó các bạn cần phải thận trọng với những team này. Bây giờ thì chúng ta đang cố gắng farm lính để chờ ảo tượng xuất hiện. Rồi, như vậy là chúng ta đang rất là may mắn ở tại ngay một khu vực ảo tượng và không biết có những team nào di chuyển sang hay không. Phải nói ngày xưa khi mà mình chơi tâm ma, lúc mà xuất hiện cái ảo tượng rất sợ các bạn ạ. Sợ những team khác họ di chuyển sang đánh úp. Còn bây giờ thì đi tâm ma thấy ảo tượng rất là mừng. Và tiếp tục lại có một cái quần thể kim cang các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đang di chuyển về khu vực số 9 rồi. Khu vực số 9 đang rất trống và chúng ta lại có ảo tượng bên này. Các bạn ấy chưa mở ảo tượng vẫn không di chuyển xuống khu vực số 8. Như vậy là chúng ta quyết định ở lại đây để ăn ảo tượng và mở rương. Phải nói là team các bạn ấy rất may mắn khi mà chúng ta liên tục có được những cái ảo tượng cũng như là những cái quần thể kim cang ngay đúng ô của mình. Bây giờ lại có quần thể kim cang rồi và chắc chắn sẽ về khu vực số 8 nào các bạn ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Long Tước đã di chuyển trước. Bên này có ai hay không? Có một team đang giao tranh. Như vậy có Đoàn Thị đã chạy về khu vực số 22 và Trường Ca đã ngã xuống với một cái lồng của bạn Đoàn Thị chúng ta. Long Tước đã cố gắng di chuyển sang khu vực số 22. Không biết là bạn ấy có kết thúc được bạn Đoàn Thị yếu máu bên kia hay không. Bây giờ thì team chúng ta quyết định kết thúc luôn cái con tinh anh tại khu vực số 8 và sau đó chắc chắn sẽ quay ngược trở lại khu vực số 9 và số 2 để chúng ta ăn những cái rương còn lại. 4 cái quần thể kim cang cho một vòng. Phải nói là team các bạn ấy rất là may mắn luôn. Cực kỳ may mắn các bạn ạ. Trường Ca theo mình thấy nãy giờ các bạn ấy hình như là đã có được cái bí kíp của chiêu Vân Sinh Kết Hải. Bây giờ chúng ta đang mở những cái rương cuối cùng tại khu vực số 9 này, sau đó sẽ về lại khu vực số 2.
Rồi, tranh thủ mở rương nào các bạn ơi. À, mở rương thật nhanh để chúng ta còn phải về thương nhân. Như vậy các bạn ấy quyết định bỏ rương các bạn ạ, không ăn rương. Di chuyển xuống khu vực số 1, bên này đang có bạn tàn kiếm yếu máu và một cái lồng của đoàn thị trung tung ga thì bạn còn kiếm cũng đã ngã xuống rồi. Lại tiếp tục quay ngược trở lại khu vực số 2. Như vậy mình không biết là cái tín hiệu bắt bạn tàn kiếm từ đâu mà có. Lúc nãy mình không thấy tàn kiếm bóng dáng ở đâu các bạn ạ. Rồi, sau khi mở xong những cái rương tại khu vực số 2, chúng ta lại tiếp tục di chuyển sang khu vực số 3. Bên này đang rất trống rồi, và chắc chắn là chúng ta sẽ về thương nhân các bạn ạ. Bây giờ team chúng ta đã quá mạnh tại vòng số 1 này. Thương nhân vẫn rất trống luôn, và bây giờ số đội trong bản đồ tâm ma này chỉ còn có 10 đội thôi. Có một team di chuyển sang kia, có Thiên Vương, Võ Đàn và bạn Thiên Sơn. Một tình huống rất là nguy hiểm vì trường ca chúng ta không để ý và đoàn thị đã bị cấu hết 60% máu các bạn ạ, không 40% máu. Bạn đoàn thị chúng ta chỉ còn khoảng 60% máu thôi. Thì lưu ý các bạn là khi chúng ta về thương nhân ở cái những cái giây phút cuối cùng của trận đấu á, các bạn lưu ý là sẽ có rất nhiều team cũng sẽ đổ về. Do đó chúng ta sẽ thận trọng một tí nha. Các bạn cần phải để ý cái khu vực các bạn đang đứng để có thể bảo kê kịp thời cho những thành viên của mình. Bây giờ thì các bạn ấy đang chọn khu vực số 1 để chuẩn bị cho vòng số 2. Với số đội 10 đội thì mình nghĩ trận tâm ma này sẽ kết thúc nhanh thôi các bạn ạ. Bên này đang có một bạn tiêu dao, có lẽ là đang đi chết map. Rồi, bây giờ các bạn ấy cần phải nhanh chân để chết những ô lân cận xem có ai hay không. Để chúng ta kịp thời mà đỡ các bạn ạ. Nếu mà có những team nào yếu máu thì các bạn sẽ qua đánh úp luôn. Hoặc là có những team mạnh họ đứng cạnh mình thì các bạn ấy cũng phải cẩn thận một tí. Như vậy là mình thấy là tiêu dao đang có ý định muốn đánh xuống team này với cái việc địa team rất là nhiều lần luôn. Rồi, vòng số 2 cũng đã bắt đầu rồi các bạn ạ. Bây giờ thì tiêu dao đã di chuyển xuống rồi, tiêu dao đã lóc được đoàn thị và trường ca. Lòng tới chúng ta đã chạy rất kịp thời và trường ca đang rất yếu máu luôn. Cả đoàn thị cũng rất yếu máu các bạn. Như vậy là tiêu dao đã hết combo, buộc lòng phải di chuyển ngược lại khu vực số 2. Một tình huống rất là nguy hiểm, mình đã đoán chắc là tiêu dao sẽ xuống đánh. Như vậy thì chúng ta đã di chuyển sang khu vực số 8 để hồi máu cho các thành viên của mình. Bên này đang có một bạn có vẻ như là Hoa Sơn. Như vậy là Long Tướng chúng ta đang cố gắng bắt cái bạn Hoa Sơn này, trong khi đó hai thành viên của mình đang cố gắng để hồi máu. Có lẽ như là Hoa Sơn đã ngã xuống. Bây giờ chúng ta đã ổn định được đội hình của mình tại vòng số 2 của mình. Lúc nãy thì một tình huống rất là nguy hiểm với bạn tiêu dao bên kia. Rồi, bây giờ đoàn thị chúng ta cũng đã hồi được đầy máu rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ, theo mình đoán là các bạn ấy sẽ di chuyển về thương nhân để trang bị thêm bí kíp trung, sau đó chúng ta mới có thể đi. Đây rồi, một bạn Dương Môn, một bạn Thiên Sơn đã di chuyển lên. Thiên Sơn đã bị đóng băng rồi. Rất tiếc trong tình huống này là Long Tước chúng ta đã di chuyển sang khu vực số 1. Và như vậy là rất tiếc luôn. Hơi tiếc trong tình huống vừa rồi, nếu Long Tước di chuyển cùng thì chúng ta sẽ có thể là kết thúc được ít nhất là Thiên Sơn các bạn ạ. Vì lúc nãy mình thấy Thiên Sơn đã yếu máu rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta định di chuyển về khu vực số 9. Không, có vẻ như là bạn đoàn thị đang muốn di chuyển về khu vực số 7 để xuống thương nhân các bạn ạ. Hoặc là xuống đánh úp cái team bên này. Và thương nhân hiện tại đang rất trống, rất trống. Đây rồi, Thiên Sơn lại quay trở lại và lần này Thiên Sơn phải ngã xuống. Không, Thiên Sơn vẫn chạy được các bạn ạ. Khi mà Thiên Sơn ăn trọn một cái lục mạch của bạn đoàn thị, bên này chúng ta lại tiếp tục di chuyển sang. Có cả một bạn Đường Môn và cả bạn Dương Môn nữa. Như vậy hai thành viên Dương Môn, Đường Môn đã chạy được sang khu vực số 18 rồi. Và hiện tại Thiên Sơn đã bị kẹt. Như vậy Thiên Sơn cũng phải nằm xuống luôn. Như vậy là rất đen cho bạn Thiên Sơn là bạn đã không nhớ bản đồ. Tại vì khu vực số 20 đã bị đóng.
một xử lý hơi bị vội vã và hồi hộp các bạn ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hồi máu cho trường ca. À không, Đoàn Thị không, các bạn ấy đã di chuyển sang khu vực số 18 luôn rồi. Đã có giao tranh bên này, như vậy là Dương Môn đã ngã xuống, tiếp tục là Đường Môn cũng ngã xuống luôn. À, phải nói hai bạn đang bị yếu máu mà các bạn chạy không xa là chắc chắn các bạn sẽ phải trả giá. Tại vì team của chúng ta có một bạn trường ca hồi máu rất lẹ. Bây giờ thì các thành viên chúng ta cũng đã full lại được cây máu và ảo tượng cũng đã xuất hiện rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ di chuyển về khu vực số 5. Ảo tượng tại khu vực số 5 đang rất trống, phải nói đang rất trống luôn. Và chúng ta đang lại tiếp tục thuận lợi mở những cái ảo tượng trong cái trận tâm ma này. Khu vực số 9 ảo tượng đã được mở và hiện tại khu vực số 2 vẫn chưa có ai mở ảo tượng. À, các bạn ấy đang cố gắng mở rương thật nhanh. Thì theo mình suy đoán có thể là các bạn ấy sẽ di chuyển ngược lại khu vực số 7 để trang bị thêm bí kíp. Hoặc là các bạn ấy sẽ lên checkbot. Ảo tượng tại khu vực số 2 cũng đã được mở rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Và các bạn ấy đang có ý định di chuyển lên khu vực số 1 các bạn ạ. À. Bot đang rất yên tĩnh luôn và chắc chắn lên khu vực số 2 là sẽ có giao tranh bên này. Đúng rồi, có một bạn Vạn Hoa, một bạn Nga My và có cả Côn Lôn nữa. Như vậy là Nga My đang yếu máu. Nga My rất yếu máu rồi, Vạn Hoa cũng rất là yếu máu các bạn ạ. À. Rồi rồi, như vậy Đoàn Thị chúng ta và cả Trường Kè đang rất là yếu máu. Rất căng thẳng, một thành viên đã ngã xuống, mình không biết là ai đã ngã xuống. Đoàn Thị hiện tại đang rất yếu máu rồi. À, Đoàn Thị và Long Tước đã di chuyển sang khu vực số 9 và chạy xuống khu vực số 8 để hội quân với trường ca của chúng ta. Các thành viên chúng ta đang cố gắng hồi máu tại khu vực số 8 và đã thoát được cái giao tranh rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi cho bạn Đoàn Thị chúng ta. Tại vì bên kia có đến hai môn phái hệ thổ các bạn ạ. À. Bây giờ chúng ta lại di chuyển ngược về khu vực số 7 để tìm thêm quái để hồi máu cho Đoàn Thị. Nếu như là mình thì sau khi hồi máu mình sẽ di chuyển lên khu vực số 9, sau đó sẽ đến up sang khu số 2. Và bây giờ Long Tước đang có ý định di chuyển về khu vực số 6 các bạn ạ. Rồi tiếp theo di chuyển lên khu vực số 1 chắc chắn là sẽ quay trở lại để đập cái team này. Có quân rồi, bây giờ đã có quân rồi các bạn ơi. Tiếp tục di chuyển lên khu vực số 2. Không, team này đã chạy xa, thật là xa rồi. Bây giờ họ đang ở đâu? Khu vực số 9 vẫn không thấy. Tiếp tục di chuyển sang khu vực số 8 nào, hoặc là khu số 23 chăng? Khu 23 vẫn không thấy ai cả. Đoàn Thị đã mất máu rồi. Đoàn Thị mất máu bên này đang có giao tranh. Như vậy có Thiên Vương, Võ Đan và Thiên Sơn. Đây là cái team lúc nãy đã đánh các bạn ấy tại thương nhân khu vực số 4. Giao tranh rất là kịch liệt và hiện tại Đoàn Thị và cả Long Tước đang rất yếu máu các bạn ạ. À. Trường Kè đang cố gắng hồi máu tại khu vực số 8. Đoàn Thị đã di chuyển xuống khu vực số 7 và di chuyển ngược trở lại. Như vậy là sau một hồi đánh thì team bên kia chạy rất là tán loạn và như vậy là vòng số 2 cũng đã khép lại. Ở đây chúng ta thấy thêm có một bạn Hoa Sơn và một bạn Dương Môn. Bây giờ team các bạn ấy đang cố gắng đi chết đồ ăn cho mình. À, cũng như là tìm thêm những chiến đội còn lại, họ đang còn những môn phái nào trong bản đồ tâm ma này. Và bây giờ thì số đội trong tâm ma chỉ còn có 6 đội. Và chắc chắn vòng số 3 sẽ là một trận quét map rất là căng thẳng. Tại vì team chúng ta là team máu giấy mà đến vòng số 3 rồi thì những môn phái kia họ đã đầy đủ trang bị. Thì với một combo chắc chắn team chúng ta sẽ bốc hơi nếu như các bạn ấy không thận trọng. Và nếu như các bạn xem video này cảm thấy thú vị, hấp dẫn, các bạn hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Vì ngoài những hoạt động tâm ma thì mình còn thực hiện những video về các chủ đề thuộc tính trong game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cũng như là xây dựng trang bị cho các môn phái. Ngoài ra mình còn chia sẻ cập nhật những cái thông tin mới nhất về game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tại server Trung Quốc để các bạn nắm bắt kịp thời thông tin để chúng ta được có được những cái bước chuẩn bị khi mà cái phiên bản mới cập nhật về Việt Nam.
Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước vào vòng số 3 và bên này đang có một bạn Dương Mô, một bạn Hoa Sơn. Như vậy là họ không tìm được đường chạy và chúng ta đã có giao tranh tại đây rồi. Dương Môn đã lao vào và Hoa Sơn đã tung những cái chiêu lướt rất nhiệt tình tại đây luôn. Dương Môn đang yếu máu và Hoa Sơn vẫn chưa ngã xuống các bạn ạ. Như vậy là Hoa Sơn và Dương Môn đã di chuyển thành công về khu vực số 2 và có một thành viên nào đó đã ngã xuống khi mà bạn Long Tước chúng ta đã di chuyển sang. Có vẻ như Long Tước đã kết thúc được hai thành viên bên kia các bạn ạ. Mình không biết chắc được tại vì ở đây nó... Rồi, có thêm một thành viên đã ngã xuống nữa. Như vậy chúng ta vừa có giao tranh tại khu vực số 9. Trong khi đó thì bạn Trường Ca chúng ta đã chạy về khu vực số 8 để hồi máu rồi. Do đó mình không thấy được cái giao tranh tại trên kia. Và số đội đã giảm đi khá rõ ràng. Từ 6 đội, bây giờ chúng ta chỉ còn 4 đội trong bản đồ tâm ma này. Bây giờ các bạn ấy đang thực hiện cái công việc đó là check map, quét map các bạn ạ. Bây giờ bên chúng ta thì có bạn Đoàn Thị rất mạnh với một combo của bạn ấy vì bạn ấy đã lên được tới quân hàm đó là Chí Tôn. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 6. Lại quay ngược trở lại khu số 7 rồi. Long Tước đã tuột máu rồi, trên này đang có một bạn Võ Đan. Võ Đan đã ăn lục mạch, Võ Đan lại bị khống chế đặt vòng và lộ Võ Đan đã phải ngã xuống. Rất hay. Bạn Đoàn Thị chúng ta đã tung chiêu rất chính xác vào Võ Đan. Như vậy Võ Đan là cái team của bạn Thiên Vương và bạn Thiên Sơn. Như vậy là Thiên Sơn, lúc nãy mình thấy Thiên Sơn đã di chuyển về khu vực số 8 các bạn ạ. Và chúng ta vẫn còn 4 đội trong bản đồ tâm ma này. Bây giờ nếu như có một ạc lẻ nào chạy ngang thì chắc chắn bạn ấy sẽ bị bắt lại rất dễ dàng vì chúng ta đã có Đoàn Thị khống chế rất mạnh. Đây, một bạn Thiên Vương, một bạn Nga Mi. Như vậy Nga Mi đã bị bắt lại một cái lục mạch tung có vẻ như trúng quá nhưng không sao, chúng ta đã kết thúc được Nga Mi. Như vậy là team của bạn Thiên Vương vẫn còn một mình bạn Thiên Vương các bạn ạ. Nga Mi đã ngã xuống và bây giờ chúng ta còn một Thiên Vương trong bản đồ này và một môn phái nào đó. Thiên Vương thì với khả năng có thể búp được quần thể kim cang thì chúng ta rất khó dùng đam, nhưng mà bên chúng ta lại có một bạn Long Tước thì hy vọng sẽ cố gắng kết thúc được bạn Thiên Vương này. Và ảo tượng tại vòng số 3 cũng đã xuất hiện rồi, chắc chắn Thiên Vương sẽ ở đâu đó tại khu vực số 6. Ngay khu vực số 9 cũng đang rất trống luôn các bạn ạ. Mình đang rất thắc mắc là cái team còn lại đó là team nào. Rồi, chúng ta đã mở được hai cái ảo tượng. Bây giờ chúng ta đã di chuyển về khu vực số 1. Chắc chắn là sẽ xuống khu vực số 6 các bạn ạ. Đúng rồi. Bây giờ di chuyển sang khu vực số 6. Đây rồi, bạn Thiên Vương vẫn đang ở đây. Một cái Đoàn Thị, một cái lồng tung ra. Nhưng mà Thiên Vương đã di chuyển kịp thời sang khu vực số 1. Bây giờ thì bạn Đoàn Thị chúng ta và cả Long Tước đang ở trên khu vực số 1. Giao tranh với bạn Thiên Vương. Mình thấy Đoàn Thị đang bị tuột máu. Có giao tranh nữa hay không? Không rồi, bạn Long Tước đã di chuyển lên khu vực số 9 rồi. Đoàn Thị đang cố gắng di chuyển theo. Đoàn Thị cố gắng di chuyển theo các bạn ạ. Long Tước đã về khu vực số 8. Long Tước về khu vực số 1 rồi. Bây giờ chúng ta đang họp quân tại khu vực số 1. Có lẽ như là Trường Ca chúng ta đang cố gắng muốn ăn cái con thủ lĩnh này để lấy thêm đá hồi sinh. Và chiến thuật của chúng ta đó là hai môn phái tay dài sẽ đứng ngay sát ở cái khu vực số 2. Để có biến thì các bạn ấy sẽ biến về khu vực số 2 rất là nhẹ nhàng luôn. Trong khi đó Long Tước thì với cái nhược điểm đó là tay ngắn nên phải áp sát con thủ lĩnh này. Và với việc ăn boss thủ lĩnh thành công thì team chúng ta sẽ nắm chắc được tỷ lệ phần thắng trong trận thắng này rồi các bạn ạ.
Như vậy là bạn Thiên Vương đã không hay biết gì về chuyện tìm chúng ta đang ăn boss thủ lĩnh tại khu vực số 1 rồi. À, Thiên Vương chắc chắn là đang rất là nhiệt tình hăng say mở những cái rương tại những cái khu vực khác để tăng lực chiến cho mình. Thì với việc một mình ăn những cái rương thì chắc chắn Thiên Vương sẽ lên lực chiến rất nhiều và chúng ta đã có những viên đá hồi sinh. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục di chuyển xuống khu vực số 6. Đây rồi, Thiên Vương đang ở đây đã bị khống chế và Thiên Vương đã ngã xuống các bạn ạ. Rất đen cho bạn Thiên Vương, có lẽ là Thiên Vương đã giao tranh với một môn phái nào đó với một cái lục mạch của đoàn thị thì Thiên Vương không thể nào lên được 7x hoặc là Thiên Vương đã mất 7x. Như vậy chúng ta chỉ còn một team trong bản đồ này và mình không biết đó là team nào. Rõ ràng là nãy giờ mình cũng chỉ thấy duy nhất một bạn Thiên Vương. Cứ nghĩ là Thiên Vương đã ăn được rất nhiều rương và Thiên Vương đang rất mạnh nhưng không ngờ Thiên Vương lại bị yếu máu các bạn ạ. Và chúng ta đã di chuyển đúng ô của Thiên Vương và nói là bạn ấy rất đen. Và như vậy là vòng số 2, vòng số 3 trong trận tâm ma này cũng đã khép lại và bây giờ chúng ta chỉ còn một đội duy nhất đã thấy được bóng dáng của đội đó rồi và bạn ấy vẫn còn với quân hàm, đó là Ý Thiên. Có vẻ như là đường môn các bạn ạ. Đúng rồi, đường môn. Đường môn này theo mình đoán là một team khác và nãy giờ bạn ấy núp ở đâu rất kỹ luôn. Và như vậy chắc chắn là các bạn đã đoán được cái kết quả của trận tâm ma này rồi. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem là cái kết quả này nó sẽ diễn ra như thế nào nha. Team chúng ta sẽ chơi theo dạng Fenlay solo 1-1. Hay là các bạn ấy sẽ ùa vào để đập hội đồng cái bạn đường môn của chúng ta đây. Theo mình nghĩ thì chúng ta nên chơi chiến thuật đó là trường ca búp thuẫn để cho bạn đoàn thị chúng ta lao vào các bạn ạ. Sau đó là thêm bàn đông tước đẻ thêm cái bóng nữa rồi, có giao tranh rồi, trường ca búp thuẫn hỗ trợ cho đồng đội không, trường ca vẫn không búp thuẫn và chúng ta đã kết thúc được trận tâm ma này. Đoàn thị đã có đến 11 mạng và mình đông tước chúng ta có đến 10 mạng các bạn ạ, rất hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Video đến đây là hết. Nếu các bạn xem video cảm thấy thú vị, hãy nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.